Xin chào mọi người đến với kênh của Toàn Mới Bãi nhé. Hôm nay thì Toàn làm một video rất là đặc biệt cho một vị khách rất là đặc biệt. Đây là một bạn tên là Nghĩa Nhỏ ở Bình quận 9, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn này chốt một chiếc máy Estin MS250, nhưng mà chiếc máy này nó lại đặc biệt như thế này. Tức là bạn nâng cấp hết tất cả mọi thứ, nâng cấp từ tay nắm giật, chó giật, lam xích và chuông đồng tiền luôn. Nhưng mà đặc biệt ở cái là bạn này lại tháo bỏ hết cái phần hệ thống tay thắng. Thì chiếc máy này sau khi mà mình tháo hết cái hệ thống tay thắng này ra thì nó sẽ như thế nào nhé. Các bạn xem chắc chắn là nó sẽ rất là đặc biệt. Rồi ok, bây giờ mình tiến hành tháo chiếc máy này. Thì đầu tiên thì mình sẽ tháo luôn cả cái phần chuông côn này ra. Tại mình cũng sẽ rô đai cho khách luôn. Thì chiếc máy này mình rô đai cho bạn Nghĩa Nhỏ thì về để bạn làm luôn. Thì bạn nói là ở chỗ em họ không dùng đến tay thắng và họ tháo hết thì em cũng tháo luôn. Thì đây là một cái trường hợp đặc biệt anh nha. Ngày xưa là cũng có một cái trường hợp, đó là một anh trai ở dưới miền Tây. Anh trai ở dưới miền Tây là lấy mua con 382 thì anh nói là cưa luôn cái tay thắng đi cho anh, tức là anh không có dùng tay thắng nữa đó. Nên là mình trường hợp này thì cũng đặc biệt, nhưng mà đặc biệt hơn cái là nó đang nằm trên một chiếc máy 250 đó. Thì cái tính năng của cái tay thắng này á, cái nhiệm vụ của nó thì nó sẽ là một cái chi tiết gọi là vừa là trang trí vừa là để an toàn. Nhưng mà có thể là bạn ấy thích như vậy thì mình sẽ cũng sẽ làm theo cái yêu cầu của bạn luôn. Thì mình tháo hết bỏ hết cái phần hệ thống này nha mọi người. Thì bạn nói là anh làm cho em một cái video để em đăng lên trên YouTube, em làm kỷ niệm luôn. Thì cũng có nói tên bạn ở trong này, rồi tất cả những cái gì mình chia sẻ ở trong này thì cũng mong là bạn sẽ gọi là xem rồi rút được kinh nghiệm nhá, sử dụng máy chiếc máy 250 này á, thì nó được sử dụng cái động cơ 2 thì, nên là chắc chắn là bạn sẽ phải sử dụng xăng pha nhớt nhá, tránh cái tình trạng là quên, đó là những người mới quên pha nhớt thì nó sẽ rất là hại máy. Có thể bạn quên pha nhớt ở trong một lúc nào đó, nhưng khi bạn nhớ ra thì bạn chạy đi bạn lấy một cái bình nhớt bạn đổ ngay vào, thì lúc đó thì cái máy của chúng ta nó cũng đã có cái khoảng thời gian nó chạy mà không có nhớt rồi. Nếu mà không may thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là xước bê tông. Rồi còn cái vấn đề mà anh em mà sử dụng ở cái khu vực nào thường hay tháo cái tay thắng đi thì mình cũng biết, tại vì mình cũng bán rất là nhiều anh em ở khu vực đó thường xuyên tháo tay thắng. Cái việc mà tháo tay thắng này thì nó sẽ gọn gàng hơn và không có vướng víu, nhưng mà nó lại dẫn cái tình trạng là cái máy của chúng ta nó nhìn nó rất là trơ trụi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bỏ cái phần này ra, mình sẽ lấy bỏ cái phần dây thắng này ra luôn. Tức là nó sẽ, bạn ấy nói là em sợ là mình không để ý rồi mình quên mình thắng xích lại xong mình bóp ga thì nó sẽ hỏng cái phần mà chuông côn rồi bơm nhớt. Thì ok, thì đây là một cái lý do cũng rất là chính đáng. Thì bạn có nhu cầu như vậy thì mình sẽ giúp bạn làm cái việc đó luôn. Và mình sẽ tháo bỏ luôn nhé. Rồi chiếc máy này á thì bạn ấy sử dụng là quyết định là sử dụng nhớt Estin luôn. Thì nhớt Estin thì chắc chắn là rất là ok rồi, đỉnh rồi. Thì trên thị trường bây giờ những cái dòng nhớt mà cho dòng máy 2 thì á, thì có nhớt Estin là cái dòng nhớt là có cái số tiền cao nhất, thì nó khoảng tầm hơn 200 ngàn
Đó. Sao khó tháo thế nhỉ? Nó đang còn lưu luyến cái gì thế sao mọi người? Mọi khi mình tháo nó dễ lắm mà sao cái này nó lưu luyến gì? Rồi, ok, tháo ra luôn. Rồi sau khi tháo cái hệ thống dây thắng nó ra thì mình cũng sẽ gắn cái phần này lại cho nó chắn lại. Một chiếc máy đặc biệt cho một vị khách đặc biệt. Rồi mọi người thấy không, trước mặt tháo hết, tháo trụi hết mọi người. Rồi ok nhá, bây giờ mình sẽ nâng cấp luôn cái phần tay nắm giật, chụp giật luôn. Bạn này bạn ấy cũng rất là chịu chi, chịu chơi. Bạn ấy nâng cấp nguyên một cái tay giật full luôn. Để mình xem cái bộ mình ráp sẵn ở đâu rồi. Tay nắm giật đây. Đây là một cái tay nắm giật có cao su giảm chấn. Thì cái tay nắm giật này nó sẽ rất là bền cho cái con chó giật, nên là mọi người có thể là xem sơ qua rồi chúng ta tham khảo sơ nhé. Một chiếc máy 250 như thế này thì mọi người sử dụng thế là nó sẽ bền bỉ trong vòng khoảng tầm 4-5 năm. Nếu như mọi người sử dụng nhớt tốt thì mọi người sẽ không phải suy nghĩ gì đến cái vấn đề nòng piston bạc đâu. Một chiếc máy 250 nó rất là bền. Có những chiếc máy mà mình thấy là 2016 cho đến 2022, 23 đi gửi tới mình để bảo dưỡng và sửa chữa một số chi tiết, thay thế sửa chữa một số chi tiết, nhưng mà nó nòng piston bạc của nó vẫn còn rất là đẹp, chỉ là cái bộ bạc nó mòn đi. Cái bộ bạc nó chạy trong quá trình nó chạy nó hao mòn ấy, thì mọi người nên thay cái bạc rin để cho cái máy nó hoạt động nó ok hơn. Cái này mình sẽ bôi một chút mỡ. Vào bên trong này. Ở trong này ấy, thì nhà sản xuất họ họ sẽ bôi dầu, sẽ bôi dầu thôi, còn ở đây mình sẽ bôi mỡ bảo dưỡng. Đây mình sẽ sử dụng chó rin và phe cài rin nhé mọi người, chó rin và xe phe cài rin. Lúc đó thì cái máy của chúng ta nó sẽ giật, nó sẽ rất là, nó xòe ra rất là dễ dàng và rất là chuẩn. Rất là nhiều anh em hỏi bảo sao mà cái phe cài em mua ở ngoài á nó chỉ có mười mấy hai chục ngàn thôi, mười mấy ngàn thôi. Thì thường thì những cái phe cài đó nó sẽ là phe cài lô. Phe cài rin thì nó sẽ có màu đen nha mọi người, phe cài rin nó có màu đen, còn phe cài lô thì thường nó sẽ là màu trắng, cái cổng sắt của nó màu trắng. Những cái chiếc máy mà sử dụng phe cài rin á, thì chúng ta giật nó ra rất là đều, và anh em gắn phe cài thì lưu ý là gắn sẽ xuôi chiều theo cái chủ chó nhé. Ở đây là mình sẽ anh em xem như thế này đó, cái đầu của cái phe cài nó sẽ xuôi theo cái chiều chó. Ở ngày hôm qua có một bạn bạn ấy chụp hình cho mình,
nói là cái phe cài cái chó của em nó bị gãy mất cái chốt nhựa đó. Thì bạn ấy chụp hình sang thì mình thấy là bạn ấy gắn ngược thì nó sẽ bị gãy cái chân đó. Mặc dù cái đầu của cái chó cài nó không có hư, nhưng mà nó lại bị hư cái chốt để nó đẩy cái phe cài ra, đẩy cái chó ra, bung ra, nên là sẽ không không thể nào mà hoạt động được. Khi nó gãy rồi thì sẽ không hoạt động được đâu mọi người. Mọi người gắn đúng thì nó sẽ không có hư nhé. Rồi, mình sẽ thay luôn vào đây. Cái cách mà chúng ta thay cái dây này á thì nó rất là đơn giản. Cái quan trọng là chúng ta quấn dây làm sao để cho nó không có bị hỏng cái cót nhé. Cái cót giật bên trong thì nó có một cái số vòng nhất định. Khi mà chúng ta quấn nó bị quá cái số vòng đó thì thường nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là bị gãy cót hoặc là bị tuột đầu cót. Rồi, dây như thế này thì chúng ta kéo ra thấy là nó không có bị cái buli này nó không có quay đúng không. Bắt đầu chúng ta quấn, cứ quấn nhẹ nhàng cho nó vào hết nhé. À, quấn nó vào gần hết rồi mọi người thì chúng ta quấn thêm đó. Quấn thêm cho nó vừa vào vừa hết này. Đó, mọi người thấy vào vừa hết chưa? Đó, vừa hết thì chúng ta quấn thêm cho nó ít nhất một vòng nữa nhé. Ít nhất là một vòng nữa. Đó, vào vừa hết, quấn thêm một vòng nữa. Vậy là cái dây nó đã thu rất là nhẹ nhàng. Rồi, bây giờ thì gắn vào thôi. Trong cái quá trình sử dụng á, mọi người lưu ý là chúng ta cần phải bảo dưỡng định kỳ một số cái chi tiết, ví dụ như là buji này, lọc xăng, da bơm, lọc gió và phần bơm nhớt. Đó là những cái chi tiết mà chúng ta cần phải bảo dưỡng định kỳ, vệ sinh định kỳ để cho cái máy của chúng ta nó hoạt động được ok hơn. Nếu như mọi người sử dụng máy mà không có bảo dưỡng á, thì chiếc máy của chúng ta chạy nó sẽ có hiện tượng là trong một thời gian nó bị thiếu xăng. Khi nó thiếu xăng thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là chạy chập chờn, và khi chúng ta chạy cố thì có thể nó sẽ hỏng một số chi tiết nào đó trong máy, ví dụ như là nòng piston bạc chẳng hạn. Đó, rồi ok, chiếc máy mình đã tháo xong cái phần hệ thống tay thắng. Rồi, cảm ơn bạn Nghĩa Nhỏ đã ủng hộ chiếc máy này, và bây giờ mình sẽ đi rô đai chiếc máy này cho bạn. Trước khi rô đai mình sẽ thay cái buji nhé. Trước khi rô đai mình sẽ thay cái buji zin ra. Đó, gắn một cái buji chuyên để rô đai vào. Rồi mình sẽ làm cẩn thận mọi thứ. Và bạn có lấy thêm một chai nhớt, một sợi xích, và bạn nói là anh Hạ Hầu giúp em để em về em đi xẻ. Thì đây là một cái trường hợp cũng rất là đặc biệt, sử dụng lam 45 để đi xẻ anh em. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh giúp tổng máy bay nhé. Rồi, xin chào, cảm ơn bạn Nghĩa Nhỏ rất là nhiều. Một bạn ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tắt máy giúp anh nhé.